Chiều ngày 19 tháng 8, Hạt Kiểm Lâm Tuyên Hóa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tiêu hủy một cá thể trăn đất đã chết. Đây là cá thể động vật rừng nguy cấp quý hiếm thuộc nhóm 2B. Trước đó, vào ngày 12 tháng 8 năm 2024, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, tổ công tác cùng các lực lượng, kiểm lâm địa bàn, công an xã và ủy ban nhân dân xã Cao Quảng đã đến kiểm tra và phát hiện bà Phan Thị Hương, trú tại thôn Tân Tiến, xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, có hành vi mua bán và giết mổ động vật rừng trái pháp luật. Tại thời điểm kiểm tra, các lực lượng phát hiện một cá thể trăn đất đã bị giết và cắt thành nhiều khúc, da còn bám thịt, không còn nội tạng, bảo quản đông với tổng trọng lượng là 5 kg. Bà Hương khai nhận là mua cá thể trăn đất này về để chế biến, nhưng khi tổ công tác yêu cầu bà Hương xuất trình hồ sơ mua bán lâm sản, tuy nhiên bà Hương không xuất trình được. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ số lượng cá thể trăn đất trên và bàn giao toàn bộ tang vật cho Hạt Kiểm Lâm Tuyên Hóa tiến hành tiêu hủy theo đúng quy định của pháp luật. Đối với bà Phan Thị Hương, với hành vi mua bán và giết mổ động vật rừng trái pháp luật đã bị xử lý vi phạm hành chính 6 triệu đồng. Hạt Kiểm Lâm huyện Tuyên Hóa khuyến cáo nhân dân tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, đặc biệt đối với các loài động vật hoang dã.